Bài số 69, kết quả kỳ thi tuyển lớp 10. Ở đây ta có các thông tin mã số, tên, xếp loại cấp 2, điểm văn, điểm toán, điểm cộng, diện ưu tiên, điểm ưu tiên, tổng cộng và kết quả. Dưới này ta có các thông tin tổng hợp về kỳ thi như điểm văn cao nhất, điểm toán cao nhất và tổng số thí sinh. Ở bên này ta có bảng phụ, thì họ yêu cầu là di chuyển sang sheet khác. Thì ở đây có thông tin là ký tự đầu này, thì sẽ tương ứng với diện ưu tiên và điểm ưu tiên. Đây, ví dụ sheet khác thì các bạn bấm dấu cộng ở đây nhé, thì nó sẽ tạo một cái sheet mới bên cạnh cái sheet mình đang làm. Đây, ví dụ mình copy cái bảng này, các bạn cắt đi, nhấn chuột phải các bạn cắt sang cái sheet này, nhưng vào ô bất kỳ đây các bạn enter thì nó sẽ cắt cái bảng ở kia sang nha. Câu số 1, tính điểm cộng căn cứ vào xếp loại cấp 2. Nếu xếp loại giỏi thì điểm cộng là 2, nếu xếp loại khá thì điểm cộng là 1. Đấy, như vậy ở đây mình phải dùng hai hàm if rồi ạ. Bằng if này, nếu như bạn này mà bằng gì ạ, giỏi, thì các bạn phải trả về là được ưu tiên là 2. Phải ngược lại if nếu như bạn xếp loại cấp 2 ở đây mà bằng gì ạ, khá, thì sẽ điểm cộng là gì ạ, phẩy 1. Phẩy còn lại tức là không giỏi không khá thì không được cộng, thì vẫn là 0. Các bạn đóng hai ngoặc lại nhé, hai ngoặc đơn. Đấy, như bạn này trung bình thì không được cộng này. Đấy, các bạn kéo xuống. Đấy, bạn này khá thì cộng 1, bạn này giỏi thì được cộng 2, bạn này khá thì cộng 1 và trung bình thì không được cộng. Câu số 2, yêu cầu sinh viên di chuyển bảng phụ sang sheet khác. Ở đây mình đã di chuyển rồi nhé. Và thực hiện điền vào cột diện ưu tiên dựa vào ký tự đầu của mã số. Đây là diện ưu tiên thì mình dựa vào ký tự đầu của mã số. Các bạn chú ý nhé, sang cái sheet này, ký tự đầu này, diện ưu tiên là cột trả về là cột số 2. Vì ký tự đầu đây, bố trí theo hàng dọc, theo cột thì các bạn phải dùng VLOOKUP rồi. Thì đầu tiên các bạn phải tách được một ký tự, thì các bạn sẽ dùng hàm left để các bạn tách một ký tự, đúng không ạ? Thì ở đây mình làm luôn nhé, các bạn bằng VLOOKUP này. Đầu tiên là giá trị giỏ, tức là một ký tự của mã số này, thì các bạn sẽ dùng hàm left ạ, tab này. Các bạn tích vào ô mã số, phẩy 1. Các bạn đóng ngoặc lại để xong hàm left nhé. Phẩy, thành phần thứ hai của hàm VLOOKUP là bảng giá trị giỏ, chính là ở cái sheet bên này. Các bạn bôi đen cả cái bảng này nhé. Các bạn chú ý nhé, nếu mà cái sheet này ấy, nó làm cùng file ấy, thì mặc định nó sẽ không cố định cái khoảng này. Nên ra các bạn phải ấn F4 để cố định. Phẩy, diện ưu tiên thì chính là cột thứ hai tính từ cái ký tự đầu ở đây. Phẩy, mình tìm chính xác thì là false hoặc không. Không, đóng ngoặc lại. Đấy, như vậy bạn này là diện 2, các bạn thấy không ạ? B thì là diện 2 đây. A diện 1, C diện 3. Đấy, ok. Thứ 3 là tính điểm ưu tiên theo cách tính cột diện ưu tiên. Thì cái này nó giống như diện ưu tiên nữa. Các bạn copy công thức nha, các bạn Ctrl C thì các bạn Ctrl V vào đây. Thì các bạn thay cái số 2 này bằng số 3, tức là lúc này cột trả về sẽ là cột số 3, các bạn tích đúp. Đấy. Ở đây thì bạn nào đã điền vào rồi nhưng mà không chính xác đâu, các bạn phải dùng công thức nhé. Đấy. Câu số 4, tổng cộng sẽ bằng văn cộng toán cộng điểm ưu tiên. Thì tổng cộng đây sẽ bằng gì ạ? Sum này. Đầu tiên là văn, toán và điểm cộng, thì các bạn bôi đen ba cái ô liền này nhau. Không, các bạn phải cộng thêm cái điểm ưu tiên thì các bạn tích vào cái ô H này. Đấy, enter. Đấy, các bạn tích đúp. Ok, câu số 5, nếu tổng cộng lớn hơn 13,25 điểm thì đỗ, còn lại là trượt. Các bạn dùng hàm if ạ, bằng if. Các bạn tab này, nếu như điểm cộng chính là OI3 ở đây, lớn hơn hoặc bằng 13,25, thì các bạn trả về kết quả đỗ, đúng không? Các bạn phẩy này, mở kép là đỗ, phẩy, còn ngược lại thì sẽ là trượt. Các bạn đóng ngoặc lại để xong hàm if nha. Đấy, như vậy bạn này được 14 điểm là đỗ rồi. Đây, bạn này 12 là trượt, 11 là trượt, 8,5 là trượt. Vậy chỉ có hai bạn này đỗ thôi. Câu số 6, dùng các hàm thích hợp để điền dữ liệu vào bảng thông tin kỳ thi. Đầu tiên là xác định điểm văn cao nhất nhé. Các bạn chú ý nhé, ở đây nó có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là điểm văn, và điều kiện thứ hai là phải là cao nhất. Đấy, thì đầu tiên là các bạn xác định cột văn ở đây, đúng không? Xong lại cao nhất thì các bạn sẽ dùng hàm gì ạ? Các bạn bằng mark này. Đấy. Các bạn bấm dấu cách, các bạn bôi đen cả cái cột điểm văn ở đây. Đấy. Thì xác định điểm văn cao nhất là điểm 6.
điểm toán cao nhất thì cũng tương tự thôi các bạn, cũng bằng max ạ. Max của cái cột điểm toán ở đây. Các bạn enter. Tổng số thí sinh thì các bạn có thể dùng hàm cao A. Hàm cao A là hàm đếm mà cả text hoặc cả ký tự. Thì các bạn có thể bôi đen cái cột mã số hoặc bất kỳ cái cột nào cũng được ạ. Ví dụ mình bôi đen cột mã số đi. Thì như vậy là 5 thí sinh. Tiếp theo là tổng số thí sinh đậu. Tức là gì ạ? Cái này là đếm nhưng mà có điều kiện rồi. Điều kiện là đậu. Tương tự ở dưới là rớt. Thì các bạn có thể dùng hàm cao if là một điều kiện hoặc cao if s là nhiều điều kiện cũng được. Thì mình dùng hàm cao if s nhé. Bằng này, cao if s này. If s. Đấy các bạn. Đầu tiên là cái phần khoảng điều kiện thì các bạn bôi đen cái phần kết quả ở đây. Đấy. Các bạn phải phần điều kiện là gì ạ? Là đỗ. Thì các bạn là ghi là đỗ. Đấy các bạn đóng ngoặc lại. Như vậy có hai học sinh đỗ. Tương tự trượt cũng vậy ạ. Các bạn bằng cao if s này. Các bạn bôi đen kết quả ở đây. Các bạn phải khoảng điều kiện là gì ạ? Các bạn ghi là trượt. Đấy. Cách thứ hai là mình lấy tổng số thí sinh mình trừ đi số thí sinh đậu thì cũng là ra số thí sinh rớt thôi. Đấy. Câu cuối cùng đưa ra danh sách các thí sinh đậu. Đấy, cái này các bạn có thể dùng advanced filter rồi. Thì mình bôi đen cái kết quả nhá, và mình đậu thì chính là đỗ đây, các bạn bôi đen này, các bạn Ctrl C hoặc các bạn bấm nhấn chuột phải copy. Các bạn sang đây các bạn paste special đi. Nhấn chuột phải này, paste special các bạn chọn value. Đấy. Thì cái ở đây là mình đã chọn kết quả đỗ nhá. Thì mình sẽ dùng advanced filter như sau nhá các bạn. Tích vào ô bất kỳ trong cái bảng kết quả này. Các bạn vào thẻ data, các bạn tích vào advanced. Đấy, đầu tiên là cái trường lead range ở đây chính là nó bôi đen từ cột A2 đến cột G7 đây. Đây chính là A2 đến G7 đây. Cả cái bảng này luôn. Đây, thứ hai là cái ô thứ hai là ô điều kiện, thì các bạn bôi đen cái phần kết quả và cái cột đỗ ở đây. Kết quả của cái phần này, dữ liệu đây nó phải trùng với kết quả của cái phần lọc vậy, điều kiện lọc ở đây nhé. Các bạn chú ý như vậy. Tiếp theo các bạn tích vào copy to another này. Tức là để sau khi mà nó lọc ra những thí sinh đậu thì nó sẽ copy cái dữ liệu đấy ra một cái vùng khác. Thì các bạn tích vào chữ copy to another location. Còn các bạn tích vào cái ô copy to ở đây này. Các bạn trỏ vào cái ô bất kỳ ở đây. Tức là dữ liệu sau khi lọc thì copy vào cái ô bạn trỏ. Ví dụ mình trỏ vào ô ở đây. Chính là ô K12. Rồi các bạn tích OK. Đấy, như vậy chỉ có hai số thí sinh đỗ thôi. Nó sẽ lọc ra hai thí sinh ở đây là kết quả là đỗ. Là bạn gì ạ? B12 và C22. Đây, B12 và C22. Đấy, có hai bạn này đỗ. OK, như vậy là mình đã xong bài số 69. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ đóng góp ý kiến về bài giảng cũng như like và chia sẻ để ủng hộ gái Excel.